trở lại bản tin khá là thú vị liên quan đến Elon Musk, người mà Trung Cộng có đặc biệt danh mới đó là anh Mã. Trong cái trang mạng của Trung Cộng thì nó gọi ông ta có tên Trung Quốc đó là ông Mã Sike. Elon Musk family name is Mã Sike. Mã có nghĩa là horse. Đó là cái tên mới anh Mã Elon Musk tại Trung Cộng. Trung Cộng đã chiêu đãi người tiên phong pioneer Elon Musk anh Mã Sike bằng một bữa tối 16 món để thúc đẩy niềm tin vào những người cộng sản. Doanh nhân không gian, nhà sản xuất ô tô, nhân vật truyền thông sò Elon Musk đã đến cái đỉnh điểm của chuyến thăm Trung Cộng vào thứ năm khi đập đoàn diễn hành của các quan chức của đảng Cộng sản quyền lực nhất của Trung Cộng, bao gồm các thành viên Bộ Chính trị, thưởng thức bữa tiệc 16 món tại Bắc Kinh. Cái trang mạng xã hội Weibo do nhà nước kiểm soát tuyên bố ông Musk được cho là sang Trung Cộng với tư cách là giám đốc điều hành của Tesla, một công ty ô tô điện nổi tiếng với những chiếc xe tự phát nổ. Bài báo này cũng xỏ lá thiệt chứ, thiệt tình. Ê, cái thằng Private News, bài báo này đến từ Private News, thằng Private News này xỏ lá quá. Lâu lâu thì có vài chiếc phát nổ để làm dữ gì cha. Nếu đâu phải để là một công ty nổi tiếng với những chiếc xe tự phát nổ. Không có đâu, thỉnh thoảng thôi. Tuần trước khi ông Musk ra đi, công ty phải đối mặt dù bê bối khi một người không xác định đã tố nha làm rò rỉ các hồ sơ cá nhân cho thấy công ty đang vật lộn với những trục trặc nguy hiểm khác về phanh. Tối thứ sáu, ông Musk sẽ đến thăm Giga Factory Tesla của mình tại Thượng Hải, chụp một bức ảnh với nhóm của Trung Cộng của ông ta là phó chủ tịch Tesla toàn cầu ông Ray Stahl, được chia sẻ trên cái trang mạng Weibo. Chuyến thăm của công ty ông ta dừng ở điểm chân cuối cùng. Ông sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thông tin, kể cả luôn Phó Thủ tướng Trung Cộng Đinh Xuân Xuân, một trong những thành viên quyền lực nhất của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Ok rồi, thì đó là bản tin là như vậy. Chào ông Mã, Mr. Mã Sike. Và đó là bản tin mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.